Chip ơi, xin chào đi. Xin chào. Rồi hôm nay gì nhỉ? Chip sẽ cùng với bố bóc kẹo gì nhỉ? Kẹo Elsa. Elsa đây đúng không? Đây rồi, kẹo Elsa. Để đấy thì tí bóc. Con phải đặt xuống đã. Rồi kẹo này là kẹo gì đây? Đây là kẹo Pokemon đúng không? Đúng rồi. Kẹo này kẹo gì đây? Có cái kẹo gấu. Ồ, kẹo gấu đúng rồi. Kẹo con này con gì nhỉ? Ồ, quả dưa hấu à. Rồi quả này, kẹo này kẹo gì đây? Kẹo con vịt. Con vịt à? Ờ, đúng rồi. Thế con thích kẹo nào nhất ở trong đấy? Con thích kẹo nào nhất? Kẹo này. Hả? Hai cái luôn. Ờ. Đấy, Elsa nhỉ? Bây giờ nhá. Ui, Emon nhỉ? Emon Emin đang thích. Để con cho Emon Emin cái nào? Con cho Emin Emon cái nào? Cái này. Cái này là của Chip à? Kẹo Elsa là của Chip à? Kẹo Min Emon cái nào? Rồi cho Emon cái nào? Emon cho mẹ cho Emon cái nào? Con này Emon cho Emon cái nào? Ờ, cho Emon à? Ôi giời ơi. Cho Elsa Emon cơ à? Thế cửa Emin cái nào? Cửa Emin đây này ạ. Ôi quả dưa hấu á. Úi giời ơi, còn đưa cho Emin cơ à? Ừ, ok. Ồ, thế à? Rồi. Thế bây giờ nhá, để bố bóc kẹo Elsa hay là kẹo gì trước nhỉ? Kẹo con quả dưa hấu nhá. À bè. Để bố bóc kẹo. Ừ, bóc kẹo gì đấy? Bóc kẹo. Kẹo con vịt. Con vịt à? Wow. Con có biết bóc không? Đưa bố bóc cho. Ui. Đang khó khăn nhỉ. Khó không? Khó bóc không? Để bố bóc cho nào. Để bố bóc cho nhá. Để bố bóc cho. Ok. Wow. 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 Ngon không? Thử nghe ra. Chứ thử cắn nào. Con cắn cái mỏ à? Hay cắn cái đuôi trước nào? Cắn đuôi. À, cắn đuôi à, con cắn nào. Ôi. Ôi. Ngon không? Ê ơi, bà chip của chúng ta bảo rất ăn tiếp đi, ăn tiếp tục đây, há mồm ăn tiếp nào. Ôi, ngon nhỉ. Cho mẹ một miếng nhá. Cho. Cho. À, rồi cho mẹ cái kẹo đấy á. Em ăn miếng không? Ôi, mẹ không ăn đâu, tôi chip cả đấy. Wow, ngon nhỉ. Cho bố miếng không? Bố mua. Bố mua ở siêu thị ấy. Ui, ngon nhỉ. Cắn cái đầu. Cắn cái đầu rồi à? Đầu con gì đấy? Đầu con gì? Con vịt à? À. Thôi con lại đặt xuống đây, tí nữa lại ăn tiếp. Để đấy, bây giờ nhá, lại thưởng thức con gì nhỉ? Pokemon. Pokemon màu gì đấy? Màu hồng. Màu à, Doraemon màu hồng à? Ôi trời ơi, Doraemon màu hồng này. Hai cả. À, con Doraemon màu hồng này. Wow. Cái mút. Hôm nay là cái mút, cái cùng cái mút. Thế bây giờ con thích bóc cái nào? Doraemon hay là cái nào? Này. Doraemon à? Ok. Ok. Để bố bóc nhá. Ok, đây rồi. Wow, Doraemon. Oh, cho chim vào miệng. Ok. Ngon không? Cho bố thử một miếng. À, cho bố miếng nhanh đấy. Đây. Yeah, bố cắn miếng to thế. Wow. Lớn hết của chip. Để giúp ta thưởng thức miếng nào nhỉ? Elsa. À, Elsa để ăn cuối đi. Dưa hấu. Đây dưa hấu ơi. Nhỉ. Bố bóc dưa hấu nhá. Ok, một miếng dưa hấu này. À. Con lại ăn cái gì đấy? Cái gì? À con ăn đi. Ăn Doraemon à? Con tranh thủ à? Wow. Để bố bóc đây kia. Dưa hấu nhá.
Yeah. Màu gì ạ? Đôi dưa hấu màu gì nhỉ? Màu cam. Đúng rồi, màu cam. Để bố bóc đá, chưa xong đâu. Nó khá là khó bóc đấy. Kẹo này rất là ngon. Nào, bố đút cho chim ăn, há mồm đi. À. Thử một miếng em ngon không? Quả dưa hấu này không có hạt nhỉ? Cho bố miếng xem nào. Không có hạt nhỉ? Cho bố miếng đấy nhé. Như cho bố một miếng. Ốc ốc ốc. Đây, để bố đút lại cho. Đấy. Ngon không? Ngon không? Đâu hết rồi? Con gấu của con đâu? Ôi! Đây là con gấu màu cam này, màu vàng này. Để bố bóc nhá. Con đặt xuống đây. Đặt xuống đây để bố bóc con gấu màu cam. Hai con bóc. Con bóc được không? Chị thử bóc nào. Đấy, đúng rồi. Bạn Chip càng ngày càng thành thạo khi được ăn nhiều kẹo. Đấy, ôi. Đấy, bóc cái bên này. Ui, nhẹ nhàng thôi không, nó bay. Ui, trời ơi, con gấu. Con gấu, trời ơi. Ok. Con gấu màu gì đấy chim? Màu vàng. Đúng rồi. Cho bố một miếng con gấu. Ui, rồi, ăn mất một bên tai của con gấu à? Ui, dồi ôi, dài thế. Cho bố miếng, à. Bố cắn thì miếng to nhờ. Bố cắn miếng hết cả một bên của vợ chim. Ngon không? Đúng không? Bố chắc thèm quá. Ok. Để đây, ăn cái này nhỉ. Cái này là Elsa đúng không? À, em Min đang thèm gì? Em Min đang thèm kìa. Em Min đang thèm cái kẻ mút. Em Min đang thèm cái kẻ mút á. Thế thì con phải lấy em Min cho em Min cái kẻ mút nhỉ. Cháy rồi. Gãy rồi á? Thế ai ăn, ai làm gãy đấy? Để bố xem nào. Thế là bố bóc ra miếng chia nhau nhá. Mình ăn xa nhá. Con ăn cái gì đấy? Con ăn kẹo lên rồi. Con thích nhất kẹo nào? Xà li tinh. Are you here? I am. Here I am. How do you do? Blue. Blue à? Ok. Đấy là pink cơ mà. Blue đâu? Yellow đâu? Yellow đâu? Yellow. Yellow. Đúng rồi. Màu cam. Màu cam là orange. Cái gì đấy? Pink à? Wow, Elsa bị vỡ bụng rồi. Elsa này bây giờ bóc Elsa ra ta tự ăn thôi, không cần phải mút nữa. Rất là tiếc nhỉ. Lần sau bố phải cầm cẩn thận nha. Vỡ hết cả da mình không cầm được mút rồi. Wow, trời ơi. Bảy sắc cầu vòng của con đấy. Ngon không? Cứng à? Ôi trời ơi. Em mon kìa. Em mon đòi ăn à? Em mon đòi ăn của em nhìn này của con này. Con ơi. Where are you? Here I am. Here I am. How do you do? Chào bác ca. Cho bố một cái nào. Cho bố một cái. Ok. Cái nào nhỉ? Ok, con ăn cái đấy nhá. Hai bố con cũng ăn. Nhiều nha. Em mon thèm kìa, em mon đang với tay chị Chip kìa. Với tay chị Chip kìa.